các kiểu tóc mùa dịch. Siêu chị già hình. Son Goku, bảy viên ngọc rồng. À, mình kiếm cái cài cho mình nè. Mình cài lên dèm qua cho đi chết được nè. Dọn gàng nè. Mình để miếng tóc mái cho nữa, chúng cho Dũng Lisa. Đó, cho mình quay. Anh không giống Lisa. Dũng thanh trà bạch trà rồi. Dũng thanh trà bạch trà rồi. Dũng thanh trà bạch trà rồi. Có ai ngờ trước đó, mày dâu nhẵn nhụi áo quần bành bao. Sao anh nhìn áo em anh có vẻ không hài lòng anh nhỉ? Không, tự nhiên có cảm giác bữa nay gian nó hơi ngộ ngộ xíu. Nhưng mà em khẳng định đây là áo đàn ông nha. Nãy giờ chưa ai nói đây là áo của đàn bà. Không, mà em chỉ nói cho thêm tự hiểu nha. À, ủa nó nghe nè em. Sao em lấy áo của vợ em đi mặc vậy? Dạo này mặc quần áo là theo mỗi ngày, theo cơ địa. Hiện tại đang bị... Theo em thì cái đĩa dạo này nó thế nào? Hiện tại đang bị cảm sốt, sổ mũi rồi thì cũng hợp lý luôn. Bộ sản phẩm tăng chiều cao Fitin hiệu quả nhờ chứa bộ 3 canxi nano, vitamin D3 và MK7. Các kiểu tóc mùa dịch. Siêu chị già hình. Son Goku, bảy viên ngọc rồng. À, mình kiếm cái cài cho mình nè. Mình cài lên dèm qua cho đi chết được nè. Dọn gàng nè. Mình để miếng tóc mái cho nữa. Chúng cho Dũng Lisa. Đó, cho mình quay. Anh không giống Lisa. Dũng thanh trà bạch trà rồi. Dũng thanh trà bạch trà rồi. Dũng thanh trà bạch trà rồi. Trời ơi, sao đi chăng gái trời. Con vì liêu thật ngặt chỉ nói gì. Con vì liêu do nhà tính nói gì. Đà đà chân chú em đơ ngờ. Đứa cháu chú cháu cháu chít chít à. Không dừng cái tóc này, ok đây. À, cô Thanh Dân mời đóng càng tí chết luôn á. Có ai ngờ trước đó, mày dâu nhẵn nhụi áo quần bành bao. Bữa nay anh em mình về cùng một tụ đi nha. Vậy? Bởi vì mình sọc sọc, mình đơn giản á. Còn trời bên kia mạnh thú. Hổ báo thì mẫu giáo. Cho chơi riêng đi. Hổ báo cho về rừng nha. Bên đó nãy giờ mới xuất hiện, nó cũng rần rần, cũng xôm tụ lắm. Hôm nay có đồng bọn của người ta nữa nha. À, chú Tể. Chú Tể. À, mặc cái gì vì có cái lý do. Em không muốn nói nhiều. Tại vì... Thành ơi, em chưa bao giờ nói ít hết trơn á Thành. Em không có lý do gì để mà tự nhiên mà dện một cái áo mà bông như thế này. Rồi nói là em lạc loài so với hai cái bánh da lợn kia. Kệ em ơi, thà sọc rau câu còn hơn bông giả. Thà sọc rau câu còn hơn bông giả. Bông này bông sao giả được, tươi như thế này. Bông giả làm sao mà thu hút được con hổ này. Thôi kệ, cọp beo hổ báo gì, bữa nay coi chừng em bị người ta xa lánh đó nghe Thành. Không có xa lánh đâu, anh coi đi, lát nữa đồng bọn em kéo ra đông lắm. Để coi coi lát hội còn muôn thú từ rừng nào tràn về nữa. Nghe. Bữa nay là hứa hẹn là sở thú đó. Mời hai em về chỗ. Ừ. Mà sao giờ tự nhiên giờ đàn ông dạo này tự nhiên chững chạc cái cốt bơm bơm đậu này. Không em, bởi vì người ta là người đàn ông có gia đình rồi còn có con nữa. Cho nên là bây giờ phải chịu khó chơi với hoa, với bướm. Quên. Có gì còn hát cho con nghe bài con bướm xinh nữa chứ. Đi đâu cũng như lúc nào phải có người con nhỏ nhỏ theo rồi đó. Bướm, cha bướm. Chào hai em. Sao anh nhìn áo em anh có vẻ không hài lòng anh nhỉ? Không, tự nhiên có cảm giác bữa nay gian nó hơi ngộ ngộ xíu. Nhưng mà em khẳng định đây là áo đàn ông nha. Nãy giờ chưa ai nói đây là áo của đàn bà. Không, mà em chỉ nói cho thêm tự hiểu nha. À, ủa nó nghe nè em. Sao em lấy áo của vợ em đi mặc vậy? Này áo stylist đưa, nó nói là áo này theo kiểu suka. Suka là gì? Suka Doraemon á. Áo kiểu suka.
Dạo này mặc quần áo là theo mỗi ngày, theo cơ địa. Hiện tại đang bị... Theo em thì cái địa dạo này nó thế nào? Hiện tại đang bị cảm, sốt, sổ mũi rồi thì hợp lý luôn. Cái khăn này á là để làm gì Trường Giang biết không? Làm gì? Là để dặm nước mắt mỗi lần Trường Giang loại lộn thí sinh đó. Còn bây giờ xin được mời đại diện đàn trai và đàn gái, hai chủ nhà quen thuộc Trấn Thành và Trường Giang. Chào đại diện đàn trai đàn gái. Hôm nay tự nhiên ba anh em mình trong cái trang phục này, mình có cảm giác nó trang trọng hơn bình thường. Nãy giờ em dám nói chuyện luôn. Sao vậy? Nói sợ hố hả? Đúng rồi. Bị mặc đồ lịch sự phải nói chuyện nền nã, nói thật chậm. Trong chương trình mình thì những cặp đôi của ngày hôm nay họ chỉ quen biết nhau một cái khoảng thời gian ngắn thôi, nhưng mà làm như là tiếng sét ái tình, điện nó nổ, nó sẹt, nó chớp chớp làm sao đó. Trong 7 vị trí đó thì có tới 3 cặp là thành một đôi rồi. Đó. Còn cha còn lại là ai? Là lẻ loi cô đơn, đó, không tìm được người. Nếu như có vị trí số 8 thì biết đâu. Không, cha đó sẽ nhắm vào những vị trí dưới đây. À, khách mời. Biết đâu mình... Nếu như vậy hôm nay mình sẽ làm cặp luôn. Thì tùy thuộc vào cái miệng của ông Mai bà mối. Vậy thôi. Okay. Ha, đó. Bây giờ thì mời đại diễn đàn trai và đàn gái nghiêm trang, nhẹ nhàng, thanh thoát về chỗ của mình. Thư thả, thư thả. Đó. À. Tự nhiên bữa nay mặc trang phục áo dài vô xong rồi đứng có vai trò đại diễn đàn trai đàn gái, giờ ai cũng thoát tục hết trơn trời. Anh đừng nói nữa, anh nói em như là tụi em như là cổ tiên không có. Không có đâu, thấy nhẹ nhàng thanh thản quá trời quá đất luôn. Dạo này em sang lắm, đừng nói em nhiều. Rất là hoạt hình luôn. Dạ. Từ hồi mà mình có con nhỏ hình ra là phong cách của mình nó trẻ thơ vậy đó hả Giang? À, mỗi chúng ta trong cuộc sống nó có mỗi giai đoạn khác nhau. Giai đoạn này là giai đoạn dậy thì của em. Bây giờ mới dậy thì. Bây giờ mới dậy thì đó. Em nghĩ đúng, Giang nói đúng. Mỗi một con người đều có một giai đoạn để mình làm mình. Và giai đoạn này là giai đoạn lộ diện của Giang. Vâng thưa anh, con sói là con sói già, chính một con sói già. Tự nhiên qua cái miệng của em anh thấy cái hình ảnh nó dễ sợ quá Thành. Rồi hôm nay cái động cơ nào thúc đẩy mà anh mặc bộ đồ màu đen mà có một bông hồng xám xịt ở đây vậy? Động cơ nào à? Em hỏi stylist đi. Cứ gì mặt nấy hả? Dễ lắm em ơi. Giống như là anh ấy làm mannequin, cái móc treo qua đùi nguồn áo rồi đó. Máng cái gì lên cũng được hết trơn trời. Bữa nay chợ có bán bông gì thì người ta gài bông đó. Áp úc. Áp úc. Áp úc hả? Sáng giới. Đâu đâu. Nãy giờ không thấy. Ồ. Ê, nó nghe là đồ chợ Bến Thành coi giờ. Bây giờ làm coi bộ được quá ha. Trời ơi, dở hoài. Nghệ sĩ Trấn Thành mà sao đem hàng giả được. Vợ tặng hả Thành? Dạ tặng anh. Vợ tặng hả? Đặng, dạ, tặng được cái giỏ. À. Còn hộp em mua. Có tặng là vui rồi. Dạ. Vợ có tặng gì không Giang? Có tặng đứa con. Đúng. Cái đó nó còn giá trị hơn bao nhiêu lần cái hộp này nữa. Không, thực ra cái này là vợ tặng. À, vợ tặng. Vợ, cái ngày sinh nhật của em mà vợ lấy tiền của em đi tặng em nè. À, lấy tiền của em mới tặng em. Chào hai em. Dạ, chào anh. Ừ. Hôm nay chúng ta sẽ gặp gỡ với những đứa em cũng khá thân thiết. Dạ. Có những nhân vật mà cũng đã từng đi vào huyền thoại của Giọng Mãi Giọng Ai. Dạ. Phải nói rằng cái nhân vật mà một lát nữa sẽ xuất hiện cùng anh em chúng ta có thể nói là đã đánh một cái dấu rất là đậm nét với khán giả về chương trình. Bởi vì quấy là cái người xuất hiện ở cái tập đầu tiên. Nó ở mảng nào anh? Mùa đầu tiên của cái mảng mà suy sụp đó em. Mảng suy sụp. Ai ta? Gái hay trai? Gái đẹp em ạ. À. Gái đẹp. Ừ, không có gì ngạc nhiên, mấy gái đẹp nay xui lắm. Dạ. Những nhân vật còn lại cũng quen thuộc với chương trình và quen không? Không có ai mới hả? Không có ai mới đâu các em ơi. Trời, chán thiệt, cái chương trình gì quen không mà. MC cũng quen đó. Trời ơi, MC cũng quen đó. Trời ơi, trời. Không lấy gì mới đổi luôn. Không lấy gì đổi anh luôn. Trời ơi, ác ghê. Ác ghê luôn Thành. Ờ. Thôi, đừng nói gì em hết. Đừng nói gì em hết. Nữ sinh. Và bây giờ hãy cùng gặp gỡ với hai chủ nhà quen thuộc Trường Giang, Trấn Thành.
Tươi lên em, tươi lên, tươi lên. Làm gì em này, không như vậy. Cái điều mà anh muốn các em tươi hơn, phải vui hơn, phải nhí nhảnh hồn nhiên hơn là bởi vì những nhân vật xuất hiện trong chương trình của mình quái kiệt nha em. Vậy hả? Ừ. Cho nên là mình phải tươi, mình phải vui thì mình mới làm lợi người ta. Chứ dạ, nếu không là mình bị người ta là che lấp mình luôn. Trời trời, đây là nhà của mình mà anh, ai tới đây mà. Em ơi, có những cái nhân vật mà vô nhà người mà làm như nhà mình vậy đó em. Vậy chắc bữa nay anh em gặp lại sắc. Sắc hả? Tập trung sức lại. Tập trung sức lại, đoàn kết với nhau để giữ vững cái bộ ba của chúng ta. Tại vì em nghe em thấy là bây giờ khách mời bây giờ bắt đầu vô, bắt đầu kiếm chuyện với anh em mình rồi phải không? Chúng ta phải hòa đồng nha. Hòa đồng. Nắm tay nhau cái coi. 1, 2, 3, yeah. Mời các em về chỗ. Còn ngay bây giờ, không để quý vị chờ đợi lâu, hãy gặp gỡ với hai chủ nhà quen thuộc Trấn Thành và Trường Giang. Em giấu Trấn Thành đâu rồi? Em ra quay, Thành đang ngồi ăn ở chỗ á. Cái gì? Đến giờ phát sóng rồi, lên hình với khán giả rồi mà còn ăn. Bây giờ làm sao đây? Bây giờ em cứ phải về cái vị trí của mình trước đi nha. Nếu như mà không có Trấn Thành ngày hôm nay bởi vì Trấn Thành bận ăn rồi sau đó bị trúng thực, bị đau bụng nghiêm trọng á, thì một mình em cân luôn hai tim được không? Một mình em chấp hết. Một mình Trường Giang chấp hết ngày hôm nay thưa quý vị. Và thưa quý vị, nếu như mà Trấn Thành không có mặt không sao cả, Trường Giang sẽ làm được chuyện đó. Ai kêu tôi đó hả? Mặc cho tôi đây. Trời ơi, mới nói câu gì hả? Em ăn cái gì trong đó? Em ngụp lặng trong cái đống đồ ăn. Không có ăn cái gì trong đó cả. Hôm nay em ra trễ hơn một tí là để làm đẹp hơn một tí, để xuất hiện với các bạn fan của mình thôi. Biết dỗ ngọt fan quá. Xuất hiện trễ thì lẽ ra phải có một lời xin lỗi tất cả mọi người. Đằng này nói một câu đến tay vỗ tay cho mình rần rần sao em? Em có lặng. Nói thiệt đi, dạo này ăn uống sao? Dường như là không còn kiểm soát được nữa phải không? Các bạn thấy mình còn ổn không? Mấy đứa con gái nó gật đầu, sao mấy đứa con trai lắc dữ vậy anh? Trai hiểu thực tế hơn, nói thiệt nha. Để từ từ em dặn lòng em lại. Nhưng mà nãy giờ mới ăn no quá, nhắm ngồi đó làm nổi không? Nó sợ bị cấn cái bụng đó em. Để ráng, chứ em thấy quanh cũng không có nhỏ hơn em lắm đâu. Nhưng mà anh đứng ở đây Thành ơi, anh không có phải ngồi như em.